ai mà kêu ê BD là bắt đầu em rất là khó chịu, em quýt ngang bắt đầu em chạy thiệt là nhanh. Nếu mà người đó gọi thì em giả giọng. À, giả giọng được con gái luôn. Nhiều khi nhắn tin là Trang mới đòi gặp, mà gặp trọng là gắt chết luôn á. Tôi đi ngang khúc nhà của mấy người khát nước, tôi không dám ghé lại uống nước. Ở trong đồng trong ruộng nước dơ không à. Lúc đó em cảm thấy ai đó chứ không phải là cái người này nhắn tin cho em. Đến khoảng tầm đó là tầm 2-3 giờ sáng thì em mới qua thì thấy hai người đó đang làm với nhau. Chương trình tặng bằng sản phẩm Washing Cream ARD đến từ thương hiệu Spa trước mình. Khánh Thiên và Minh Tuân chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Cảm ơn nhãn hàng Spa Treatment, thương hiệu đến từ Nhật Bản đã đồng hành với chương trình này. Và xin mời quý khán giả chào đón khách mời của ngày hôm nay. Xin chào em. Dạ, em chào chị Khánh Chi, em chào anh Minh Tuân ạ. Em tên là Thanh Trọng, năm nay em 27 tuổi, quê ở An Giang và hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì hả Trọng? Dạ, công việc hiện tại của em là quản lý nhà hàng và là một chuyên viên hoạch định tài chính. Rồi, tập này chị Chi có vẻ hứng thú rồi đấy. Nhìn mặt bé này, nhưng mà thấy đẹp trai, dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Sáng sủa. Rồi, vậy thế này, tập này em dành cho chị hỏi nhiều nhá. Em đã có người yêu chưa? Hiện tại là chưa chị, tại vì em cũng trải qua nhiều cái vấn đề trong chuyện tình yêu á. Cho nên sau này em gặp ai em cũng ngại cái vấn đề đó hết. Cứ ngại, cứ sợ, cứ yêu người ta, người ta yêu cưng, hay là cứ yêu là cưng khổ? Em ngại khi bắt đầu một câu chuyện tình thì nó sẽ giống như là những cái việc mà em đã từng trải trước đây. Bây giờ khoan đã, hai chị em khoan nói chuyện tình yêu đã. Cho anh quay ngược trở về thời thơ ấu của Trọng nhá. Thì em phát hiện ra bản thân mình lâu chưa? Nói là phát hiện về giới tính á, thì chắc là từ hồi bé, lúc mà em còn bé lớn nè. Thì nhà của em thì hơi nghèo, cho nên là em không có được mặc đồ con trai. Ba mẹ thì phải xin đồ của mấy dì với lại mấy chị xung quanh á, người ta cho đồ con gái mặc. Thì lúc đó mọi người túm lại, người ta khen sao giống con gái quá, dễ thương quá. Không biết thì đó chắc cũng là cái lý do mà tổ độ em tới giờ. Em lên tới cấp 1 thì em được mặc đồ con trai rồi. Thì em chơi thì chơi, mà ai mà tìm em những cái chỗ mà những cái bạn nam hay chơi, như là chơi bắn bi hay là chơi mà tạc hình nữa, là không có em trong đó nha. Muốn tìm em là phải tìm cái chỗ mà nhảy dây hay là bún thung hay là những cái trò mà cất nhà chòi rồi đó, là em ở trong đó. Là em chơi với mấy bạn gái? Dạ đúng rồi, chơi với bạn gái thì thấy hợp hơn. Mặc dù lúc đó cái giới tính của mình không biết nó là cái gì. Nhưng mà thấy chơi với bạn nữ kiểu nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, không có bạo lực như là mấy bạn trai. Tại vì trong cái máu của em nó dậy rồi. Chắc vậy chứ gì. Thì cho đến thời điểm năm lớp, em nhớ là năm lớp 7, thì lúc đó em thích ngắm mấy cái bạn trai ở quê á, thì thường người ta làm nông làm ruộng á, da hơi rám nắng tí xíu kiểu phong trần á, thì em hay thích nhìn ngắm vậy đó. Nhưng mà khi mà người ta quay lại, người ta thấy em đang nhìn là bắt đầu em mắc cỡ, em quay sang chỗ khác. Dạ đúng rồi. Mà có cái kiểu mà em đang chạy xe đạp mà bon bon trên đường như nè, ai mà kêu ê BD là bắt đầu em rất là khó chịu, em quýt ngang bắt đầu em chạy thiệt là nhanh để về nhà. Nhưng mà chị thấy em rất là man lì. Ừ đúng. Bạn này mày rất là man mà. Anh không hiểu hồi nhỏ cái biểu hiện của Trọng như thế nào mà người ta có thể nói vậy, tại vì anh thấy Trọng rất là đàn ông. Rất là đàn ông. Chắc là thời gian nó tôi rèn cho em được con người. Bây giờ em đang ngồi trong chương trình của cộng đồng GT mà chị thấy em vẫn đàn ông. Chắc là hồi bé em ốm hơn. Rồi cái tướng đi của mình lúc đó nó chưa có được chững chạc như bây giờ. Rồi bây giờ công việc của em nó ảnh hưởng nhiều hơn, cho nên là em bắt buộc phải như vậy. Cho đến năm lớp 9, cái xu hướng của em thì nó thể hiện rõ hơn, nhưng mà em vẫn chưa có thích ai hết. Chưa có đến nỗi mà yêu. Thích thì em có cái kiểu như là hồi xưa ba em làm cò lúa, là giống như môi giới để mà bán lúa. Thì có mấy cái sim mà sim khuyến mãi á, còn ví dụ 4.000, 5.000, 10.000 gì đó thì ba hay bỏ ra. Thì em hay lấy mấy cái đó, em gắn vô trong cái điện thoại của em. Em thích bạn nào em lấy cái số điện thoại em giả gái. Em nói tôi tên Trang, tên My, tên gì đó. Em giả giọng gái luôn. Nếu mà người đó gọi thì em giả giọng. Giả giọng được con gái luôn. Bây giờ em thử giả một tí đâu. Bây giờ chắc em giả chắc nó ra cái gì đó, chứ không phải giọng gái. Thật sự là giọng còn non á. Dạ đúng rồi. Nó giả giọng gái được. Ok. Rồi thích thì chỉ đến mức độ vậy à. Chứ mà ai mà hẹn gặp ngay thời điểm đó làm sao mà dám gặp chị.
Mà em giả là con gái để em nhắn tin cho mấy bạn trai hả? Dạ đúng rồi, trai thẳng. Nhưng bạn nào mà em thích đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi em xin số điện thoại. Em lấy số trước rồi sau đó mà em mới nhắn tin kiểu như vậy. Nhiều khi nhắn tin là trang mà đòi gặp, mà gặp trọng là gắt chết luôn á. Rồi cho anh hỏi trọng là khi mà em nhắn tin như vậy á, thì khi người ta hẹn gặp thì đương nhiên mình không dám gặp và mình phải dừng lại hả? Em bỏ cái sim đó luôn anh. Em bỏ cái sim đó luôn anh. Tại sim hướng ngãi nhiều mà. Nhưng mà có nghĩa là chỉ như thế thôi. Chỉ như thế hết thôi. Hết người này đến người khác. Cũng có thể cùng một người nhưng mà em lấy mấy cái sim em giả thành nhiều cô khác nhau á. Là kiểu như vậy, thích đến như vậy là cùng rồi. Chứ còn lúc đó em không biết là phải cưa người ta là như thế nào hết để thể hiện tình cảm mà với con người thật của mình là như thế nào. Tại vì lúc đó em còn quá nhỏ. Dạ, nó chứ còn quá nhỏ thì đương nhiên lúc đó em còn ngại ngùng nữa. Năm lớp 9 thì có một cái nhóm bạn ở dưới quê á, thì hay rủ nhau đi ra ngoài để mà đi cà phê hoặc là đi ăn uống. Sau khi đi chơi chung nhóm cho đến năm lớp 10 thì em bắt đầu có một cái mối tình đầu tiên. Và cũng là một cái mối tình mà nó ám ảnh em cho đến bây giờ. Nó ảnh hưởng đến cái con đường tình duyên. Mà bạn đó là con trai, con trai gặt hả? Bạn đó lúc đó là top. À là top. Thì bạn đó là cái bạn chung của cái nhóm mà khi nãy em mới nói chuyện với là anh chị á. Trong một cái lần mà mình đi ăn chung với nhau thì biết được bạn đó, rồi sau đó mình lấy số điện thoại lại, mình về nhắn tin. Lúc đầu là ông với tôi, dần dần nó trở thành ông xã với bà xã. Nhưng mà cho anh hỏi nhá, ai là người chuyển từ ông với tôi thành ông xã bà xã trước? Là bạn kia. Okay. Lúc đó nghe vậy thì em thích lắm, em theo luôn. Mới lớn mà. Dạ, tình yêu đầu đời á. Nhà bạn đó thì có một cái sạp khô nhỏ nhỏ ngoài chợ vậy nè. Xung quanh là có mấy cái ghế hay bán vào buổi tối thôi, mẹ bạn hay ra bán. Em thì lúc đó đang học lớp 10, ban ngày thì đi học, tối thì chạy xe đạp từ nhà em ra nhà bạn đó khoảng 5 cây số, chạy ra ngoài đó em ngồi để phụ mẹ bạn, ví dụ nướng khô hay gì đó để cho ai có ngồi lại thì người ta ăn. Thì sau khi mà phụ xong á thì mình với bạn đó với lại những cái bạn khác cùng nhau đi ăn. Đi chơi dưới quê thì chỉ có nhiêu đó thôi à, đi ăn hoặc đi cà phê thôi, chứ không có được điều kiện như là ở trên Sài Gòn. Nhưng mà nó cũng lãng mạn em. Dạ. Đi cà phê rồi đi ăn khô hoặc là đi ăn chè đúng không? Chứ nó dạ, quê. Thật ra ở Sài Gòn nhiều khi cũng chỉ đi những chỗ đó thôi em, chứ đâu có cần gì hơn đâu. Nhưng mà nếu mà đi với người yêu mình là đi đâu cũng cảm thấy đi đâu cũng thấy vui mà. Cảm thấy vui hết. Dạ đúng rồi. Cho nên cái cảm giác lần đấy của trọng anh không biết nó như thế nào ha. Dạ. Giống như bay trên mây không em? Dạ nó vui lắm à. Nhưng mà đến một thời điểm em phải đáp xuống. Đó là một buổi chiều nọ, cái cách xưng hô, cái cách nói chuyện của bạn đó nó hơi khác tí xíu. Trong một cái cuộc điện thoại thì bình thường hay gọi là ông xã bà xã. Buổi chiều đó bạn đó nói là bạn của tôi sắp ở Sài Gòn về nè, đẹp trai lắm, tôi muốn làm mai cho mấy người nè, chịu không? Thì em thấy nó hơi lạ lạ, nhưng mà em cũng không biết là gì, chắc là giỡn thôi. Người đang yêu mình mà tự nhiên nói câu đó với mình thì chắc là giỡn. Vài ngày sau, một buổi tối nào em đang nằm trong nhà thì em cũng nhận một cái dòng tin nhắn. Em đọc được tin nhắn đó anh nhớ đến bây giờ. Tôi đi ngang khúc nhà của mấy người, khát nước tôi không dám ghé lại uống nước. Ở trong đồng trong ruộng nước dơ không à. Lúc đó em cảm thấy ai đó chứ không phải là cái người này nhắn tin cho em. Cho nên là em mới gọi điện thoại coi thử xác nhận phải bạn này không, hay là một ai khác lấy cái điện thoại của bạn để chọc em. Thì khi gọi tắt máy đến hồi gọi thì bạn này bắt máy lên nói là tôi đó. Nhưng mà tại sao bạn đã nói vậy với em? Sao em thì không có tìm hiểu đến nguyên nhân sâu xa, thì chắc là do lúc đó em con nít quá, người ta không thương nữa, người ta không nói chia tay, nhưng mà người ta nói theo kiểu vậy. Như là do nhà em nghèo đó. Dạ đúng rồi. Chứ nó có nói là anh đừng có tới nhà nghèo. Nhưng mà bạn đấy không có giàu đâu. Nhưng dù sao thì nhà bạn đó vẫn hơn nhà em đúng không? Rồi. Nhà bạn đó ở chợ, mặc dù là có cái sạp khô vậy nhưng mà là vẫn có nhà tường, nhà đồ. Em là nhà sàn thôi. Nhưng mà ai lại nói người ta như vậy bao giờ? Cái đó là quá xúc phạm. Thí dụ không thương nữa mà có thể nói rất nhiều lý do để chia tay. Thí dụ như em với anh cảm thấy không có hợp nữa thôi chia tay. Cho dù là một cái lý do nó đột ngột quá nhưng cái lý do nó còn chấp nhận được. Mình không thể xúc phạm gia cảnh của nhau được, đâu có ai chọn cái gia cảnh mình sinh ra đâu. Bạn nó quá đáng. Dạ, nếu mà em gặp người đó là chị hoặc là anh Tuân thì đâu có em như ngày hôm nay. Thì em phải gặp những người giống vậy, em cũng cảm ơn người đó. Nhưng mà em có nói cái gì lại ông Trọng hay là bị em đau đớn quá và em tự buông nó xuống? Em có trả lời lại không? Khi em nhận được cái tin nhắn đó. Từ xưa đến giờ em không muốn mọi chuyện nó phải ra ngô ra khoai. Ví dụ như là người ta muốn như ít nhiều vậy em cũng phải nhắn là một câu. Không chị ơi, nhưng mà có thể là anh hiểu được một tí ở Trọng. Trọng là cái người sẽ không muốn tự làm đau mình tiếp. Yeah. Khi mà em biết khi em càng tìm hiểu nhiều thì em sẽ càng đau á.
nên em không có muốn làm điều đó nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Đến khi bạn đã xác nhận đúng là bạn thì thôi, em không có nói chuyện nữa. Rồi làm sao em vượt qua cái biến cố đó? Em, cái tính của em thì nó cam chịu cho đến bây giờ luôn. Buồn thì buồn một lúc nào đó rồi thôi. Nhà của em ngày xưa thì như bạn đã nói thì khổ là đúng là khổ thật. Em nhớ là hồi bé lúc mà em bị sốt siêu vi, bây giờ nó là bình thường đúng không? Nhưng mà ngày xưa là có một căn bệnh nặng. Thì ba mẹ của em phải đi bằng xuồng á để chở em tới bệnh viện. Được mấy ngày thì bệnh viện đòi trả về, tại vì nói là không có chữa cho em được nữa. Nhưng mà em cảm giác nếu như mà không chữa được cho em được nữa thì em bây giờ không được giống như bây giờ đâu. Thì chắc chỉ có một lý do là lúc đó nhà em không có tiền thôi. Hồi xưa thì nhà em là phía trước là nhà ngói, nhưng mà đặt ở trên nền đất thôi. Phía sau là khúc em ở là nhà sàn. Thì mỗi lần mà lũ tới, lũ lớn hoặc là mà mưa mà bão á, thì chị tưởng tượng mấy cái cột nhà nó rung lên vậy nè. Em mới nói với mẹ ơi, có khi nào ở nhà mình sập luôn không? Nhưng mà được cái bù lại là ba của em rất là chí thú làm ăn. Ba của em làm rất là nhiều việc từ lúc ba còn trẻ thôi. Lúc đầu là ngày xưa là chỉ có xịt cá trên cái xuồng ba lá thôi, đi rồi đi đêm á, sáng mới về á. Sau này thì lên được cái chiếc cào cá, chiếc ghe hơn tí xíu. Sau này ba là đi mua lúa, đi cào lúa cho đến bây giờ luôn á, là nuôi sống em, nuôi sống em ăn học. Cho đến thời điểm hiện tại em rất là biết ơn ba và mẹ của em. Mẹ của em thì vun đắp vun xới cho gia đình, giữ gìn tiết kiệm. Em học tính của ba em với mẹ em rất là nhiều. Trọng, em cho anh hỏi như vậy nè. Tại vì đó là mối tình đầu đời của em. Yeah. Anh không hiểu là sau này những mối tình khác nó như thế nào mà nó làm cho em ám ảnh đến nỗi mà em nói là đến bây giờ em có cảm giác là em không có dám tin vào tình yêu nữa. Anh nghĩ là nó phải là một cái chuỗi những cái điều gì đấy mà em bị chịu đựng liên tục. Dạ đúng rồi anh. Mối tình thứ hai thì nó cũng không mấy êm đẹp. Nó chỉ đẹp ngay thời điểm đầu giống như mối tình trước. Đó là lúc em học năm lớp 11. Em vẫn lúc đó chạy xe đạp, chưa có xe máy để chạy đâu. Có một bạn ở ngoài Long Xuyên đi vô, ở ngoài thành phố đi vô trong em chơi. Thì đi chơi chung với lại một nhóm bạn. Khi nãy á, thì em cũng quen với bạn đó, thì bạn đó cũng ti em trước. Thì kiểu em cũng độc thân mà, cũng còn nhỏ nữa. Cho nên thích được người ta kiểu như là tỏ tình với mình á, thì mình chịu liền. Bạn đó chỉ có khi nào bạn đó vô thì em mới gặp mặt được bạn đó thôi. Chứ em đâu có xe đồ đi ra ngoài Long Xuyên. Dần dà được khoảng 2 tháng hơn, thì em có một cái cơ hội là em đi ra ngoài Long Xuyên chơi. Đi chung với một người bạn thân của em. Bạn thân này thì đi học chung với em á, đi mỗi ngày á. Thì ra ngoài thì cũng là ăn nhậu. Lúc đó em cũng biết uống rồi, nhưng mà em uống dở lắm. Cho nên là đến tối khuya là em xỉn rồi, hai người kia còn tỉnh. Cuối cùng thì đưa em về nhà của các bạn người yêu ở để mà ngủ lại. Bạn đó thì không có nhiều phòng, chỉ có một cái phòng thôi. Rồi em với lại người yêu của em với lại cái bạn thân của em. Thì người yêu của em nằm giữa. Ngủ chung. Thì chuyện gì tới nó tới. Em thì em xỉn quá là em ngủ mất tiêu. Đến khoảng tầm đó là tầm 2-3 giờ sáng thì em khát nước. Em giật mình. Em đúng rồi, em giật mình, em tính đi kiếm nước uống. Thì em quay qua thì thấy hai người đó đang làm với nhau. Cho nên sau này em xem cái bộ phim mà tình yêu không có lỗi lỗi bản thân á, em thấy rất là giống mình. Nhưng mà khác có cái là em thì luôn cam chịu, còn cái chị trong phim á thì lúc nào chị cũng mạnh mẽ, chị có thể trả đũa được những người kia rốt ráo, còn em thì không. Thật sự cái cảm xúc lúc này, em sorry anh chị, để cho không anh chị. Sao cơ. Không, anh có nghĩa là anh vẫn không hiểu nha. Chỉ cần anh tưởng tượng ra người yêu của anh á, mà có gì đó với người khác thôi á, là anh đã chịu không được rồi. Thế anh không hiểu là khi mà em nhìn thấy cái điều đó, em đã phải trải qua nó như thế nào. Anh nghe em kể thôi mà anh cảm thấy lạnh người luôn á. Tại vì cái cảnh đó nếu như anh thấy nha, anh không biết là anh sẽ làm gì trong lúc đó nữa. Lúc đó em vẫn đi ra uống nước à. Xong em quay lại thì hai người đó nằm về vị trí cũ rồi. Thì em cứ vẫn. Nhưng mà chắc là hai người đó biết là em thấy. Thấy là biết là em thấy đó. Nhưng mà giống như quay lại vị trí cũ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khi em nằm xuống thì các bạn người yêu thì cứ ôm em thôi. Mà chị tưởng tượng đi, 3 giờ sáng mà lúc đó mình gặp cái cảnh đó mình sao mình ngủ được. Thì mắt em cứ mở trao tráo cho đến khoảng 5 giờ rưỡi. Em không nói gì hết luôn. Em không nói. Đến sáng em vẫn đi về chung xe với bạn thân của em trở về mà. Thì cũng không nói chuyện tiếng nào hết. Bạn rồi em với bạn em còn chơi với nhau không? Dạ không có. Là lúc đó là sáng em về là em cắt đứt luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi người yêu em lúc đấy có nói gì với em không? Về nhà thì bạn đó thì cũng vẫn nhắn tin như là chưa có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà lúc đó
kiểu như mình quá đau rồi, mình không có đặt nặng cái chuyện tình cảm với bạn đó nữa. Thật sự vẫn còn thương ngay lúc thời điểm đó. Thương cho em. Dạ. Người yêu mà. Nhưng mà em cảm giác một người đã làm với mình ngay trước mặt mình như vậy còn làm được thì huống gì sau lưng mình. Nhưng dạ. mà anh thắc mắc là người bạn thân của em và người yêu của em sau đó cái mối quan hệ của họ như thế nào? Chắc là one night only thôi. Dạ. Bạn đó bây giờ thì cũng ở, bạn thân của em thì ở cũng ở Sài Gòn đi làm chỗ khác, em không có gặp. Còn bạn kia thì vẫn ở dưới quê, vẫn ở Long Xuyên. Đến năm đại học em vẫn được giữ được cái sự vui vẻ của mình. Giống như ngày vừa đôi mươi em bước vào đời á. Trong cái phòng thi đại học, cái tên của em là tên Trọng, thì mấy bạn còn lại thì cũng là TTTTT hết. Em còn nhớ rõ cái tên bạn đó, cách nhau một số danh thôi, 94 với 95 thôi. Thì hai đứa thì có lấy số điện thoại của nhau, có nói là khi nào mà mình đậu đại học á thì mình ở ghép chung với nhau cho nó vui, cho nó đỡ phải tốn kém. Trong cái thời gian mà chờ kết quả thi đại học thì hai đứa bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau nhiều hơn. Đến khi mà có kết quả đại học rồi thì hai đứa đều đậu hết, hai đứa ở chung với nhau. Em với bạn đó ở chung thì được hơn một năm á. Mới đầu thì hai đứa đã xác định là quen nhau luôn rồi. Trong việc nhà thì chia sẻ với nhau, ví dụ một bạn thì giặt đồ, một bạn rửa chén, một bạn nấu ăn, một bạn lau nhà. Chia sẻ vậy em cứ vô tư bình thường vậy. Lúc này thì em là đóng vai là top. Hai bạn trước là em là boss. Sau này em làm top. Em thì được bạn dắt về nhà của ba mẹ bạn chơi. Ba mẹ của bạn thì chỉ có bạn là con một thôi. Ba mẹ của bạn rất là quý em. Đến một ngày nọ, khi mà tình yêu của mình nó quá nhiều rồi, một ngày nọ thì vẫn như quán tính, thì khi nằm kế bên nhau thì em ôm bạn như này, thì bạn nó đẩy ra. Ủa nó sao kỳ vậy ta. Em nằm chút xíu thì bạn nó lấy điện thoại nhắn cái gì em không biết, nhưng mà tí xíu là tin nhắn nó về điện thoại của em. Cuộc đời của em giống như cuộc đời tin nhắn nha. Tin nhắn báo hung tin á. Dạ. Cái nội dung cũng không có mấy là đẹp lắm. Khi nào mua được nhà, mua được xe đi rồi hả quay lại với tôi. Sao nhiều cái tin mà sao mà đau lòng quá. Hồi đó em còn thơ ngây lắm. Cái gì không quen nữa thì dạ. thôi. Tại sao lúc yêu đương hạnh phúc thì cái gì cái kết nó cũng phải vui vẻ. Tại sao mà dùng những cái lời nói nhưng mà cái bạn đó lấy tư cách gì mà đòi hỏi người ta? Đòi hỏi mà mình. Bạn đó là ai? Mình nghĩ mình là ai? Nếu như bạn đó là con một cũng trong gia đình đó. Con một kệ con một chứ. Trời ơi con một. Bây giờ thiếu đẹp đó thì có người khác đẹp hơn, giỏi thì có người khác giỏi hơn. Thí dụ mình nhắm mình không còn yêu thương người ta nữa thì mình có nói thể nào nói những lời nói nhẹ nhàng để mình có thể mình rút mình đến ngay với nhau im đẹp hạnh phúc thì mình chia tay cũng im đẹp hạnh phúc. Nó mới là tình người với nhau chứ. Đến thời điểm sau này á, em vẫn với bạn đó vẫn có liên hệ Facebook. Bạn đó thì thấy em có công việc nó ổn định hơn á, rồi mình cũng có cái bề ngoài nó khá hơn tí xíu. Em muốn quay lại. Bạn đó nhắn tin thì em thấy kiểu như là ơi sao nhà này đẹp trai vậy, đeo vàng đồ nhiều ý à, có quen người yêu nào chưa? Em vẫn biết cái ý của bạn là gì. Nhưng mà em trả lời làm sao? Em trả lời cũng ngủng à, em nói hỏi chi vậy? Ai không biết tự trọng của bạn đó để đó. Ừ, thật sự không có lòng tự trọng nó mới hỏi anh chờ lúc này để ý đeo vàng đeo vòng. Đeo vàng nhiều quá vậy nên anh không hiểu khi mà hỏi cái câu đó tự trọng người ta để ở đâu. Anh thấy có nhiều người mắc cười thật. Em nghĩ cái từ cái tin nhắn mà khi nào mua được nhà mua được xe thì hãy quay lại thì các con người nó đã đánh giá người ta là như thế nào rồi, không cần phải để sau này. Mốt em mà mua được nhà được xe thì em nhắn tin cho bạn là tôi đã mua được nhà được xe nhưng tôi đã có người yêu rồi. Dạ. Người yêu đẹp hơn, cao hơn bạn nó nửa mét, đẹp trai hơn. Bạn kiếp sau cũng như là bạn nói câu nói đó mà tôi phấn đấu, bây giờ tôi đã có nhà và có xe. Bạn đó đã từng nhắn cho em những cái tin mà để làm tổn thương em. Thì có những lúc mình sẽ cho bạn đó nhận được những tin nhắn bạn đã bị tổn thương như thế nào. Được không? Không cần đâu chị ơi, 31 trọng, có nhà, có xe rồi. Em quen một cái bạn ở đấy trẻ, da trắng, cao 1m95, đẹp trai, ơi đẹp trai. Thì cứ khoe thôi. Hai người post hình lên Facebook bạn là, ơi, tôi là xong rồi. Không cần phải khoe gì hết, chỉ cần em hạnh phúc thôi. Là người ta phải hiểu người ta như thế nào. Cho nên là những cái việc mà em trải qua nó ảnh hưởng về sau rất là nhiều. Có những người tìm hiểu người ta đối xử với em tốt. Nhưng mà những cái nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà mình cũng cảm thấy là mình sợ sẽ có một ngày mình sẽ bị giống như vậy. Thí dụ những cái nhỏ nhỏ đó được không? Tại vì anh muốn biết là nó đã ám ảnh trọng đến cái mức nào. Thì về sau thì có những bạn mà mình quen nhau trên những cái ứng dụng á. Thì ví dụ mỗi một cái ứng dụng thì người ta sẽ có một cái tiếng chuông tin nhắn nó khác nhau. Quen mấy bạn sau thì hẹn nhau là xóa đi cái ứng dụng đó. Nhưng mà đến một ngày mà mình ngồi đi chơi, đi ăn với bạn đó thì cái ứng dụng của em đã xóa rồi. Nhưng mà em nghe cái tiếng chuông của bên điện thoại bạn đó. Là em mặc định là bạn này lừa dối em. Là em ngưng ngang mặc dù người ta thương em. Nhưng mà em đã có cái rào cản ngay từ đầu rồi. Không, thật ra cái đây đúng mà.
Dạ. Mình đã thỏa thuận với nhau rồi nhưng mà bạn đã vi phạm vào cái thỏa thuận đó thì anh thấy đúng? Có thể là em hơi ác cho bạn, tại vì lúc đó bạn cũng tình cảm với mình á. Nhưng mà chỉ có một cái lỗi nhỏ vậy thôi mà mình không đi tiếp với bạn nữa. Tại vì mọi thứ nó quá ám ảnh với em rồi. Rồi đến bây giờ nhá, thì một cái người như thế nào họ có thể lấy lại cho Trọng cái niềm tin và tình yêu á? Mình phải có một cái ước mơ đúng không? Về một con người nào đó có thể giúp mình đem lại cái niềm tin cho mình. Em thì em không có đặt cái mục tiêu cho mình là ngày hôm nay hay là ngày mai hay là năm sau mình có một cái người yêu. Em muốn mọi thứ nó đến tự nhiên. Nhưng mà cái người em cần bây giờ thì là chung một cái chí hướng của em trong việc kinh doanh á, hơn là những cái tình yêu mà phù phiếm như là em đã từng trải qua. Em cũng nói với lại ba mẹ là con không bao giờ mà con cưới vợ đâu, cũng không lấy chồng để mà con nuôi cha với mẹ. Có nghĩa khi em nói như vậy em đã come out với bố mẹ rồi? Come out thì em không có trực tiếp mà mình nói với ba mẹ là con là như vậy. Nhưng mà em cũng chia sẻ luôn là ví dụ như bạn bè của mình đi học hay là mình tiếp xúc những bạn mới mà ví dụ trong 2-3 buổi người ta đã biết mình là như thế nào rồi. Muốn gì là ba mẹ của mình nuôi mình lớn cho đến thời điểm này 20 mấy năm. Chắc chắn là biết con mình là ai. Nhưng mà ba mẹ của em cũng không có cấm đoán. Cũng không đề cập đến cái đấy nhiều đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Lâu lâu thì cũng muốn tốt cho em nói là tới tuổi lấy vợ rồi nha. Nhắc khéo đó. Nó còn không có lấy vợ. Đó thấy người đó không? Lấy vợ cuối cùng là tháng gửi về cho ba mẹ của người ta nhiều. Hay là lo cho vợ cho con hết. Con là khác nha. Con là chỉ để vậy. Con làm. Con nuôi ông bà thôi. Như vậy là Trọng nghĩa là Trọng chưa bao giờ trực tiếp come out với bố mẹ mình. Dạ. Trọng có muốn nhân dịp này em sẽ nói chuyện trực tiếp với bố mẹ của em và chia sẻ về hết tất cả các nỗi lòng của mình không? Sẵn gì come out luôn đi. Em nghĩ khi mà em đã quyết định tham gia vào trong chương trình này thì những người bạn hay những người trong gia đình có thể đã thấy em. Thì em cũng muốn nhân cái chương trình này em muốn gửi lời đến ba mẹ thì ba mẹ ơi, con thương ba mẹ nhiều. Có thể xã hội đối với con không được tốt, nhưng ba mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh con. Con biết là con dù cho là ông này bà nọ hay là thằng này thằng kia thì ba mẹ vẫn thương con. Cho nên với giới tính của con tự tin con nói với lại ba mẹ là như vậy. Hiện tại giờ cưng có quen ai không? Hay là có thích ai không? Hay là hiện tại giờ đang cô đơn? Dạ em đang cô đơn. Nhưng mà em cũng không lấy cái đó là một nỗi buồn. Tại vì quan niệm của em cái tình yêu đôi lứa của em không có. Thì em bù lại cho những tình thương bạn bè với là tình yêu gia đình, đồng nghiệp. Nhưng mà từ khi chia tay cái mối tình đó đến giờ là bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu rồi chị, từ năm nhất, năm 2 đại học tới bây giờ. Là đến giờ em không quen ai nữa hết hả? Dạ đúng rồi. Còn những... em cũng phải có tìm hiểu hay là có cái gì đấy chứ? Đấy, còn những người sao mà tìm hiểu em là nhúc nhích là em ngưng rồi đó. Không có gọi là tình yêu. Thật ra thì bây giờ anh nghĩ là Trọng cứ tận hưởng cái cảm giác cô đơn đi. Tại vì khi mà cái tập này phát sóng thì em sẽ không còn nữa đâu. Tại vì người ta sẽ kiểu tấn công dồn dập. Yeah. Nên là em sẽ không còn được cô đơn lâu nữa đâu. Yeah, nên cứ thoải mái mà cô đơn nhá. Nhưng mà phải gắn chọn nha. Yeah. Chọn mặt ghế vàng. Yeah. Chứ mà khổ nữa đó. Yeah. Tao chỉ thấy cưng hiền quá à. Với là cưng cam chịu. Cứ yêu ai xong cưng cam chịu quá. Nếu như chị mà bị người ta nói tổn thương ít nhiều dịch chị cũng phải nói lại. Rồi xong cắt đứt. Chứ không phải như khi người ta nói tổn thương rồi, hơi im luôn rồi đau khổ khóc mình rồi từ từ quên. Rồi đâu có quên được đâu. Em không có sự phản kháng. Tại em nghĩ là nếu mình càng phản kháng thì câu chuyện nó càng đi xa hơn. Tại vì người ta đã dứt tình rồi thì mình có níu kéo hay là có làm rõ đi chăng nữa thì cũng càng làm cho mình đau hơn thôi. Cho nên thật ra cũng đúng á chị, nếu mà người ta đã đành đoạn với mình như vậy rồi thì mình còn phí lời để làm gì nữa. Thật ra nếu mà tương lai em gặp những người mà có chung suy nghĩ như là chị Chi hay là anh Tuân thì đó là may mắn của em. Dự định tương lai của Trọng là gì? Ước mơ của em tương lai gần thì em muốn mở một cái quán ăn nho nhỏ. Rồi mình bắt đầu mình vun xén, vun đắp trong đó. Để ba mẹ của em yên tâm hơn về công việc của em. Rồi nếu mà có ai cùng chí hướng của em giống như thế nào em chia sẻ đó, thì cùng nhau mình làm hai gì? Người mở một cái quán. Dạ đúng rồi. Rồi hạnh phúc là lo cho cha mẹ rồi, đúng không? Rồi xây từ từ thành cái nhà hàng xong rồi từ từ đúng không? Ý Trọng là như thì thế. Thì ai cũng có một cái ước mơ mà. Dạ ước muốn của em là như vậy. Chứ còn em không muốn là phải tìm gặp rồi yêu đương rồi làm quen theo kiểu như là nhăng nhít như hồi lúc trước nữa. Yêu đương kiểu là thời trẻ đó, là yêu đương vui thôi chứ không có tính tương lai. Yeah. Em lại muốn có là tình yêu phải có tương lai và cùng với chí hướng của em đúng không? Dạ. Yeah. Cho dù bạn đó không có điều kiện cũng được, nhưng mà chỉ cần nhưng mà cùng chí hướng là được. Không có điều kiện mà mình cố gắng mình yêu thương nhau, mình đồng lòng với nhau thì mình vẫn
tạo dựng nên sự nghiệp được mà. Dạ đúng rồi, để cho gia đình của hai bên ví dụ như có gắn kết với nhau thì người ta cũng an tâm. Ừ. Ủa chị nhờ bạn hát một đoạn đó. Tại vì anh nghe cái giọng của Trọng khá là hay á, nên anh không biết là cái giọng hát của em như thế nào. Em có hay tham gia văn nghệ không? Em cũng hát được. Hát được, hát được thì em hát tặng một bài hát đi cho mọi người nghe nè. Dạ, sẵn tham gia chương trình thì em muốn tặng chị Chi với lại anh Tuân một đoạn nhỏ nha. Bài gì em? Dạ, đoạn Tái Bút. Đêm nay là đêm cuối, còn riêng tôi với em. Còn gì em muốn tỏ, còn gì em muốn bày. Tôi không giận em, nhưng thấy lòng chua cay. Đường xưa giờ quang tai, giọt sầu canh cánh trên vai. Em đi về phương đó, còn riêng tôi trốn đây. Một mình bên gối lè, đọc hoài thư chúng mình. Tôi đâu ngờ đâu, duyên kiếp mình bề sâu. Dành cho người yêu dấu, phải xa mối duyên đầu. Hay quá nhé. Đoạn Tái Bút á, bài này đoạn Tái Bút. Dạ đúng rồi, cảm ơn. Anh chỉ hy vọng là sau những cái điều Trọng trải qua thì anh cứ nghĩ nha, cuộc đời của mình nó sẽ lúc thăng lúc trầm á. Thì chuyện tình cảm của em nó đã trầm quá nhiều rồi, thì cũng đến lúc nó phải lên thôi em. Chứ nó không thể nào nó cứ như vậy hoài được. Và anh mong là Trọng sẽ tin vào cái điều đó. Anh vẫn tin là những người tử tế họ sẽ tìm thấy nhau ở trong cuộc đời này nha. Em vẫn phải tin cái điều đó. Và chị nghĩ em xứng đáng được hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chị. Và chị thay mặt chương trình chị chúc em sẽ tìm một người bạn đời mà cùng với nhau, cùng chung chí hướng với em, gây dựng lên một cái quán ăn hay quán nhà hàng gì đó. Yeah. Chúc em thành công trong sự nghiệp của em nhé. Chương trình tặng bằng sản phẩm Washing Cream ARR đến từ thương hiệu Spa Chipman. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, em cảm ơn anh. Em cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn nhà hàng Spa Chipman, thương hiệu đến từ Nhật Bản đã đồng hành với chương trình này. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Come Out ngày hôm nay. Cũng như đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh Come Out LGBT Việt Nam. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.